Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Kim Il-sung thay anh đe dọa cả thế giới. Thế giới bắt đầu biết đến với tên Kim Il-sung khi Triều Tiên, một đất nước hầu như hoàn toàn cô lập, hé mở cánh cổng đóng kín từ ba thế hệ để giao lưu với thế giới bên ngoài. Kim Il-sung là em gái và là phụ tá đắc lực tín cẩn của Chủ tịch Kim Jong-un, nhà độc tài trẻ tuổi nắm quyền sinh sát tại miền Bắc của bán đảo Triều Tiên. Một thế giới tò mò khám phá một cách thích thú một phụ nữ trẻ trung, năng động, dáng mảnh mai, ăn mặc giản dị và lịch sự khi Kim Il-sung được cử sang Hàn Quốc dự Thế vận hội mùa đông năm 2018. Đây là hình ảnh bà Kim Il-sung là em gái và là phụ tá đắc lực tín cẩn của Chủ tịch Kim Jong-un. Đây là lần đầu tiên một thành viên của gia đình họ Kim ngự trị ở miền Bắc tới thăm Hàn Quốc sau chiến tranh Triều Tiên năm 1950. Trong chuyến thăm lịch sử, nụ cười tươi và cung cách tự nhiên của bà Kim Il-sung khi giao tiếp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngay lập tức chiếm được cảm tình của người dân miền Nam và sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Truyền thông quốc tế ví bà Kim Il-sung như vũ khí mới của Triều Tiên trong chiến dịch thu phục nhân tâm, thu hút sự chú ý của thế giới mà không cần thử nghiệm hạt nhân hay phóng tên lửa như mọi khi. Và chuyến đi lịch sử này được coi là một thành công vì đã giúp cải thiện hình ảnh của nước Triều Tiên xưa nay vẫn khép kín và hầu như hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài. Sau đó, bà Kim Il-sung thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh trai lãnh tụ Kim Jong-un trong các cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump. Tại cuộc họp thượng đỉnh ở Hà Nội vào cuối tháng 2 năm 2019, thế giới lại chứng kiến bà Kim Il-sung dáng dấp nhanh nhẹn có mặt ở mọi lúc, mọi nơi để kiểm tra và đảm bảo mọi sự đều suôn sẻ. Thượng đỉnh ấy thất bại đã khiến mối quan hệ đặc biệt giữa lãnh đạo Kim và Tổng thống Donald Trump rơi vào bế tắc và các quan hệ liên triều trở nên căng thẳng trở lại. Đến tháng 4, khi nhà độc tài họ Kim biến mất một cách bí ẩn, không xuất hiện trước công chúng trong suốt 3 tuần lễ, cũng có tin đồn rằng ông đã bị lâm trọng bệnh, có thể đã chết. Và sau đó thì ông Kim lại xuất hiện trở lại vào đầu tháng 5, nhưng tin đồn vẫn râm ran về tình trạng sức khỏe của ông và khả năng ai sẽ lên thay thế ông. Phụ nữ quyền lực nhất Triều Tiên trước tình huống đó, một con mắt đều đổ dồn về Kim Il-sung. Một số nhà phân tích suy đoán nếu lãnh tụ họ Kim có hề ấn gì thì có khả năng ông sẽ trao quyền cho em gái, người được ông tín cẩn nhất, ít nhất là cho tới khi con cái của ông đã đủ tuổi lớn. Và suy đoán này dường như có cơ sở, bởi vì trong hơn một tuần qua, thế giới ngạc nhiên khi thấy bà Kim Il-sung chủ động lên tiếng về nhiều vấn đề quốc sự. Đây là hình ảnh bà Kim Il-sung, em gái lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong một lần gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào năm 2019. Hôm 9 tháng 6, bà Kim Il-sung loan báo tuyệt giao với Hàn Quốc. Bà gọi miền Nam là kẻ thù và đòi phá hủy văn phòng liên lạc liên triều và đe dọa hành động quân sự nhắm vào miền Nam và nặng lời đả kích Tổng thống Hàn Quốc. Bà mô tả một bài diễn văn của Tổng thống Kim Moon Jae-in đã đánh dấu kỷ niệm 20 năm cuộc họp thượng đỉnh liên triều đầu tiên là đáng ghê tởm. Báo Daily Mail của Anh vào hôm 18 tháng 6 tường trình rằng bà Kim đã miệt thị miền Nam là đồ chó hoang và tuyên bố là sẽ điều binh tới vùng biên giới, làm tăng lo ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh. Bà Kim Il-sung miêu tả những người đào tị là rác rưởi của nhân loại hay là những con thú hoang đã phản bội quê hương. Khó có thể liên kết và kể những lời lẽ miệt thị và thái độ hung hăng đó với hình ảnh của một Kim Il-sung đã chiếm được cảm tình của thế giới khi đến dự Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc hay sang Việt Nam tham dự thượng đỉnh Trump-Kim. Và có một số giải thích thái độ hung hăng của Bắc Hàn gần đây mà trong đó yếu tố có thể là nhằm tăng uy tín cho bà Kim Il-sung trong quân đội, theo một số đánh giá chia sẻ. Mới nhất là ngày 17 tháng 6, Bắc Hàn đã giật nổ tung tòa nhà văn phòng liên lạc, một hình ảnh mang tính biểu tượng đặt ở vùng gần biên giới với Nam Hàn, được mở vào hồi năm 2018. Trong lúc đó, quân đội Bắc Hàn nói sẽ đưa binh tới vùng phi quân sự ở dọc biên giới. Truyền thông nhà nước Bắc Hàn đăng bài cáo buộc Nam Hàn vi phạm các thỏa thuận đã ký vào hồi năm 2018 và hành xử như một con chó lai, trong lúc em gái của ông Kim Jong-un thì gọi Tổng thống của Nam Hàn là kẻ bỡ đỡ Mỹ. Trả lời đài BBC tại London, ông Akif Panda đã ghi nhận việc truyền thông Bắc Hàn đã tiết lộ hai việc khiến họ giận dữ. Đầu tiên là nhiều tháng bực bội của Bắc Hàn vì tiến độ, mức độ trong hợp tác kinh tế liên triều
nó không thể tiến triển như Bình Nhưỡng mong muốn do trừng phạt quốc tế. Seoul đã cố làm hết cách giúp đỡ mà không vi phạm trừng phạt. Thứ hai là truyền thông Bắc Hàn cho biết họ xem việc các nhóm dân sự Hàn Quốc gửi tờ rơi là không thể chấp nhận được. Đây là hình ảnh các thành viên của tổ chức Đào Ngũ Chiến binh vì Tự do của Triều Tiên phát hành bóng bay mang tờ rơi chống Bình Nhưỡng qua biên giới vào năm 2016. Ông Ankit Panda cũng đã đặt dấu hỏi liệu các biến cố gần đây có nhằm tăng hình tượng của bà Kim Il-sung, em gái của lãnh tụ Kim Jong-un. Và có những khả năng khác mà chúng ta chưa hiểu hết, ví dụ việc nâng vị trí của Kim Il-sung trong hệ thống chính trị. Và các hành động mới đây có vẻ nhằm làm tăng uy tín của bà ấy trong mắt quân đội ở Bắc Hàn. Và việc Hà Nội được chọn là nơi tổ chức hội nghị được đánh giá là thể hiện vai trò của Việt Nam với quốc tế. Khi đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ hy vọng Việt Nam góp phần vào kiến tạo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tuy vậy, hội nghị lần thứ hai ở Hà Nội không đem lại kết quả nào. Sự khác biệt quá lớn giữa Bắc Hàn và thế giới khiến cho nỗ lực dàn xếp của các nước như Việt Nam chỉ hạn chế, theo ông Ankit Panda chia sẻ. Và vai trò của Hà Nội khi tổ chức hội nghị lần hai là đáng nể và có ích, nhưng trở ngại căn bản giữa Mỹ và Bắc Hàn quá lớn để Việt Nam có thể giúp giải quyết. Bắc Hàn và Hoa Kỳ có khác biệt căn bản về mục đích của hoạt động ngoại giao giữa hai bên. Hiện nay, các trừng phạt do Mỹ đứng đầu vẫn đang tồn tại, bao vây kinh tế khó khăn của Bắc Hàn. Joseph Unt, cựu đại sứ Hoa Kỳ về Bắc Hàn, giải thích cho đài truyền hình CNN như sau. Người Bắc Hàn rất thất vọng khi ngoại giao với Hoa Kỳ và Nam Hàn không đem lại điều họ hứa hẹn cho người dân Bắc Hàn, tiêu chuẩn cuộc sống cao hơn. Ông Yun cũng nói chính quyền Bắc Hàn cảm thấy cần giải thích cho người dân vì sao sáng kiến ngoại giao lại chẳng đem lại cái gì. Đây là hình ảnh Triều Tiên đang chuẩn bị 12 triệu tờ truyền đơn giải ngược sang Hàn Quốc để trả đũa. Nhiều người nhận định chính phủ Nam Hàn dưới thời Tổng thống Moon Jae-in rất muốn hỗ trợ Bắc Hàn để thúc đẩy hợp tác. Nhưng hiện tại các lựa chọn của Seoul cũng hạn chế, gần như mọi thứ mà Bình Nhưỡng muốn có đều bị cản trở vì trừng phạt của Washington. Nam Hàn nói họ vẫn bỏ ngỏ khả năng đối thoại, nhưng lên án các hành động của Bắc Hàn là vô nghĩa và gây tổn hại. Căng thẳng tăng vọt trong những tuần gần đây, một phần từ việc nhóm đào tẩu người Bắc Hàn ở Nam Hàn gửi tờ truyền đơn tuyên truyền sang bên kia biên giới. Truyền thông Bắc Hàn cáo buộc miền Nam đã vi phạm và hủy hoại một cách có hệ thống các thỏa thuận ký kết vào hồi năm 2018 và so sánh Bộ Quốc phòng Nam Hàn với một con chó lai sợ hãi đang khoác lác và chơi trò tháo cáy, nói năng, biến báo và tạo ra bầu không khí đối đầu. Những động thái của Bắc Hàn mới đây có vẻ như nhận lệnh trực tiếp của bà Kim Il-sung. Evan Rever, một cựu chuyên gia của Bộ Ngoại giao Mỹ, phân tích với đài truyền hình CNN như sau. Không ngày nào là không có tờ báo đăng tuyên bố và hình ảnh của bà ta. Một điểm bí mật và bí ẩn nữa là dù hình ảnh của Kim Il-sung đã trở nên nổi bật, thì lãnh tụ Kim Jong-un có vẻ mất hút. Và ông Kim Jong-un vào hôm 1 tháng 5 đã xuất hiện tại một buổi lễ sau khi biến mất khỏi các sự kiện trong 20 ngày. Nhưng từ sau đó, ông vắng bóng liên tục trên truyền hình nhà nước. Thực sự, vị lãnh tụ này đang ở đâu, sức khỏe thế nào vẫn là điều bí ẩn. Trong khi đó, báo chí nhà nước Bắc Hàn tiếp tục đăng bài phê phán Nam Hàn. Vào ngày 19 tháng 6 năm 2020, báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên, đăng các bài nói người dân Bắc Hàn sung sướng và nhẹ nhõm khi chứng kiến cảnh văn phòng liên lạc Trung Triều sập xuống. Và một câu hỏi được đặt ra, Kim Il-sung là ai? Đây là hình ảnh bà Kim Il-sung bên cạnh người anh trai ruột là Chủ tịch Kim Jong-un. Bà Kim Il-sung là em gái Chủ tịch Kim Jong-un, là con gái út và duy nhất của ông Kim Jong-hai và người vợ không chính thức bà Ko Il-hui, một vũ công người Triều Tiên lai Nhật, theo báo Washington Post đưa tin. Theo cơ quan tình báo Hàn Quốc, thì Kim Il-sung sinh vào ngày 26 tháng 9 năm 1987 tại Bình Nhưỡng. Nhưng trong tài liệu của Bộ Tài chính Mỹ thì Kim Il-sung ra đời vào ngày 26 tháng 9 năm 1989. Chi tiết này được tiết lộ vào năm 2019 khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ ghi tên bà vào sổ đen gồm những nhân vật bị trừng phạt về những vi phạm về nhân quyền. Theo Washington Post, bà là con gái út trong 7 người con của ông Kim Jong-hai và được ông yêu thương đặc biệt. Thuở còn bé, Kim được gia sư giảng dạy ở nhà. Đến những năm 1990 và đầu những năm 2000, bà được đưa sang Thụy Sĩ theo học tại trường công lập tại thành phố Bern dưới cái tên Park Il-sung. Chuyên gia về các vấn đề về Triều Tiên Brooklyn Arnett đã nhận định về bà Kim Il-sung
trong một bài báo của tờ Daily Press được tạp chí Forbes trích dẫn mới đây như sau. Kim Il-sung là người thông minh, tính toán, nắm quyền hành lớn trong tay. Trong thành phần ưu tú của Triều Tiên, Kim Il-sung là người có cơ may cao nhất để thừa kế ngôi vị quyền lực. Nếu Kim Jong-un có mệnh hệ gì? Chuyên gia về các vấn đề Triều Tiên Park Lee cũng nhận định về bà trong một bài báo của tờ Daily Press được trích dẫn tiếp trong tạp chí Forbes. Từ hành động cầm gạt tàn để anh trai hút thuốc trên đường tới hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đến phát ngôn thông cáo hoan nghênh Tổng thống Mỹ Kim Il-sung đang dần trở thành người quyền lực thứ hai tại Triều Tiên. Cô thường thay mặt Kim Jong-un tới dự Olympic mùa đông năm 2018 tại Hàn Quốc. Kim Il-sung không chỉ được giao những chức vụ quan trọng trong Đảng Lao động Triều Tiên mà còn được cho là người đứng sau chiến dịch xây dựng hình ảnh của lãnh tụ Kim Jong-un cả trong nước và ở nước ngoài. Vai trò của Kim Il-sung ngày càng lớn trong bối cảnh thế giới đang đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán, trong đó Triều Tiên khẳng định chưa ghi nhận ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán nào. Đây là hình ảnh bà Kim Il-sung lọt vào top 10 người quyền lực nhất của Bắc Triều Tiên. Việc sắp xếp chỗ ngồi tại lễ tưởng niệm 25 năm ngày mất của lãnh tụ lập quốc Triều Tiên Kim Nhật Thành vào hôm 8 tháng 7 tại nhà thi đấu Bình Nhưỡng cho thấy vị thế chính trị hiện tại của bà Kim Il-sung theo tờ Korea chia sẻ. Kim Il-sung cũng ra tuyên bố chính trị đầu tiên vào hồi đầu tháng 3 chỉ trích Hàn Quốc là con chó sủa trong sợ hãi sau khi nước này bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về vụ Triều Tiên thử tên lửa, nói rằng Seoul không có tư cách chỉ trích Bình Nhưỡng khi họ tiến hành các cuộc tập trận riêng và chung với Washington. Cũng trong tháng 3, cô hoan nghênh Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông gửi thư cho Kim Jong-un để bày tỏ mong muốn duy trì quan hệ song phương, cũng như đề nghị hỗ trợ Triều Tiên ứng phó với viêm phổi Vũ Hán. Các tuyên bố chính trị của Kim Il-sung cho thấy vai trò trung tâm của cô trong chính quyền. Và Kim Jong-un đã cho phép em gái soạn thảo và công bố những phát ngôn công kích mang sắc thái cá nhân. Ông ấy rõ ràng đang để em gái trở thành nhân cách thứ hai của mình. Yong Bong, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Triều Tiên thuộc Đại học ở Seoul đã chia sẻ quan điểm của mình như vậy. Và Kim Il-sung dường như cũng chịu một bước lùi, nhất là sau khi đàm phán hạt nhân Mỹ và Triều Tiên lâm vào bế tắc. Một trong số nguồn tin cho biết em gái Kim Jong-un đã mất vị trí ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên hồi năm ngoái và mới được tái bổ nhiệm vào cơ quan này. Mỹ vào hồi năm 2017 cũng xếp Kim Il-sung và nhiều quan chức Triều Tiên vào danh sách vi phạm nhân quyền. Về mặt đối ngoại, Kim Il-sung luôn xuất hiện trong tiến trình ngoại giao giữa Triều Tiên với Mỹ và Hàn Quốc. Trong vấn đề đối nội, cô là phó chủ nhiệm Ban tuyên giáo Đảng Lao động Triều Tiên, chịu trách nhiệm xây dựng hình ảnh cho lãnh đạo Kim Jong-un. Il-sung được tiếp cận trực tiếp và có ảnh hưởng mạnh mẽ tới Kim Jong-un. Cô không liên quan tới những quyết định điều phối nhân sự của lãnh đạo Triều Tiên nhưng luôn nắm tình hình. Đây là người được tin tưởng giúp Kim Jong-un duy trì hình ảnh tích cực với Hàn Quốc và nước ngoài. Leon Polk, chuyên gia về Triều Tiên ở Cao đẳng Quốc tế và Quản lý ở Sydney, Australia đã cho hay như vậy. Và cô ấy đã thể hiện kỹ năng hiện đại hóa hình ảnh chính quyền và tác động tới truyền thông quốc gia. Vai trò quan trọng nhất của Kim Il-sung là phụ tá tin cẩn cho Kim Jong-un. Những thông điệp mà cô ấy đưa ra có sức nặng hơn nhiều quan chức cấp cao của Bắc Triều Tiên. Leif Erik là phó giáo sư nghiên cứu quốc tế tại Đại học tại Seoul đã nói như vậy. Và vai trò của Kim Il-sung có thể sẽ tiếp tục mở rộng khi Triều Tiên nối lại hoạt động ngoại giao hạt nhân sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Cô ấy đóng vai trò then chốt trong các chính sách đối nội và đối ngoại vì đây là một trong những người nắm giữ sự sống còn của đất nước. Petros đã chia sẻ như vậy. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng Kim Il-sung sẽ không bao giờ lên nắm quyền nếu Kim Jong-un không còn lãnh đạo. Cô ấy biết cách tăng cường sức mạnh mềm của anh trai nhưng sẽ không thay thế vai trò ra quyết định. Kim Il-sung là đồng minh được tin tưởng nhất của Kim Jong-un nhưng không gì hơn, chuyên gia Petros đã nói thêm. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 6 năm 2020 với bản tin Kim Il-sung thay anh đe dọa cả thế giới. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin nhanh nhất, trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de